Hello, xin chào các bạn. Mình tên là Minh. Mình đại diện cho nhóm anh em đang công tác tại công ty điện lực Bình Phú. Trong thời gian mình đi công tác thay gắn điện kế đo xa cho khách hàng thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi về vấn đề hóa đơn tiền điện và các dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, hôm nay mình sẽ làm clip này để hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng của công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trên chính điện thoại di động của mình. Rồi, sẵn sàng cài đặt nào. Bước 1, tải ứng dụng trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại Android nhé. Tiếp theo, gõ cụm ký tự EVNHCM chăm sóc khách hàng trên ô tìm kiếm. Tiếp theo nữa, ta chọn cài đặt ứng dụng và chọn mở ứng dụng. Bước 3, nhập số điện thoại cần đăng ký. Chọn vào ô tiếp tục. Tiếp theo nữa là chọn vào ô tạo mật khẩu và nhập lại mật khẩu chính xác. Rồi, tiếp theo nữa thì nhập mã OTP vừa được nhận trên tin nhắn điện thoại của mình. Tiếp tục chọn vào mục cài đặt và chọn liên kết điểm dùng điện. Ở mục này, ta nhập mã khách hàng bao gồm 2 ký tự chữ và các ký tự số tiếp theo một cách chính xác trên hóa đơn điện cũ của mình. Và chọn vào kiểm tra. Xin chúc mừng đã cài đặt thành công. Để biết thêm, vui lòng truy cập trang web của công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh hoặc liên hệ qua số tổng đài 1900 54 54 54.